Một nhà yêu mây liều lá đào hà là yêu đôi mà hôn hào như tròn bà yêu như bướm yêu như thì muốn á vàng á như mong. Rồi. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn hóa được phát trên kênh HBTV của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, những điệu sườn, những câu hát thường đàn mồ mẹ luôn có ý nghĩa trong đời sống của đồng bào Mường. Những bài dân ca cổ có trong lời du, trong điệu hát lên nương, trong lễ mừng cơ mới, trong rộn ràng ngày hội xuống đồng, trong không khí rộn ràng ngày lễ Tết. Trong chương trình Điểm hẹn văn hóa ngày hôm nay, Ngọc Huyền xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai vị khách mời là những người yêu thích hát dân ca Mường. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Quách Thị Loan đến từ quê hương Mường Cói, xã An Nghĩa, huyện Hà Sơn. Lại lại. Xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Nghệ nhân ưu tú Quách Thị Loan đến từ quê hương Mường Cúm Khói, xã An Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xin chào chị biên tập viên Ngọc Huyền, xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Nói hết câu cho em. Bây giờ phải nói lại thôi. Vâng. Xin chào biên tập viên Ngọc Huyền, xin chào các vị khán giả. Vâng, và vị quý vị lại đã rơi. Xin chào biên tập viên Ngọc Huyền, xin chào quý vị khán giả. Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu anh Bùi Văn Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ hát Mường Mường Cụ, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Xin chào biên tập viên Ngọc Huyền, xin chào quý vị khán giả. Vâng, trước khi trò chuyện với hai vị khách mời ngày hôm nay, Ngọc Huyền xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Ngày nay mẹ ở lại đã mơ hà đỡ mẹ hạt tơ dùng kế tình là nằm mà đã giỏi mày khi vậy thì kỳ mưa là tình mưa là yêu đạp má lại cho tình đuôi hà ra dầu hơi nếu mà thường un kỳ mưa là tình đời nhà chỉ nà kỳ còn hình mưa là yêu có an chẳng đi nhà chờ đợi đến
chuột đã đứng bên nhà